hướng dẫn sử dụng kit xét nghiệm test nhanh COVID-19, mẫu ngoái dịch tị hậu, test thử nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2. Một, trước khi lấy mẫu, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng test thử nhanh. Người lấy mẫu cần thực hiện vệ sinh sát khuẩn tay. Xịt mũi trước khi thực hiện lấy dịch tị hậu. Nếu cần được tư vấn hỗ trợ thì liên hệ với tổ COVID-19 cộng đồng, cơ quan y tế địa phương. 2. Quy trình lấy mẫu. Vật tư sử dụng cho một xét nghiệm gồm: 1. Khay thử. 2. Đệm chiết mẫu. 3. Que lấy mẫu vô trùng. 4. Ống lấy mẫu có nắp nhỏ giọt. 5. Ra đỡ ống chiết mẫu. 6. Hướng dẫn sử dụng. 7. Đồng hồ đếm thời gian. Để tất cả các thành phần của bộ xét nghiệm cân bằng với nhiệt độ phòng từ 15 đến 30 độ C trước khi xét nghiệm khoảng 30 phút. Bước 1. Chuẩn bị lấy mẫu. Gấp và đặt giá đỡ ống chiết mẫu lên mặt phẳng sạch, nằm ngang. Cho 10 giọt tương đương 300 microlit đệm chiết mẫu vào ống chiết rồi đặt lên giá đỡ. Lấy khay thử ra khỏi túi đựng và sử dụng càng nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ. Đặt khay thử lên bề mặt phẳng sạch nằm ngang. Lấy que lấy mẫu vô trùng ra khỏi túi và tiến hành thu thập mẫu xét nghiệm. Bước 2. Thu thập mẫu ngoái dịch hậu. Tư thế ngồi lấy mẫu. Đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Đưa que lấy mẫu qua lỗ mũi, đẩy sâu vào tị hậu. Đến khi thấy có vật cản thì dừng lại. Xoay que 3 lần và giữ yên từ 5 đến 10 giây. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi. Bước 3. Tách chiết mẫu. Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết. Xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần. Để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Bóp hai thành ống ép vào đầu que. Từ từ xoay que và ép đầu que khi rút để thu được càng nhiều dịch càng tốt. Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt. Lắc mạnh ống theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc trong nắp nhỏ giọt. Nhỏ 3 giọt tương đương 100 microlit mẫu chiết từ ống vào ô nhận mẫu có ký hiệu S của khay thử và bắt đầu đếm thời gian. Bước 4. Đọc kết quả. Đọc kết quả sau 15 phút, không sử dụng kết quả sau 20 phút. Âm tính, chỉ xuất hiện vạch chứng C. Kết quả cho thấy mẫu phẩm không có kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc nồng độ của chúng dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm. Dương tính, xuất hiện vạch chứng C và vạch kết quả T. Kết quả cho thấy mẫu phẩm có kháng nguyên SARS-CoV-2. Người có kết quả dương tính cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người khác, ở yên tại nhà, giữ khoảng cách y tế và khai báo cho tổ COVID-19 cộng đồng, y tế địa phương hoặc đường dây nóng 1800-1119. Đồng thời cơ quan y tế hướng dẫn và tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. Bước 5. Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng. Vật liệu đã xét nghiệm cần thu lại, gói kín vào một túi riêng, để nơi cố định và được đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. Lưu ý, xét nghiệm test nhanh là xét nghiệm sàng lọc và nên sử dụng ở giai đoạn đầu khởi phát để đạt được hiệu quả tốt nhất. Kết quả không hợp lệ nếu không xuất hiện vạch chứng C. Nguyên nhân do thiếu mẫu hoặc khay thử bị hỏng. Làm lại xét nghiệm test thử mới khác hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được tư vấn và hỗ trợ. Không chủ quan lơ là phòng chống dịch nếu có kết quả test nhanh âm tính, vẫn đảm bảo tuân thủ 5K và các hướng dẫn y tế của cơ quan y tế trên địa bàn. Kết quả âm tính vẫn không loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xem xét trong bối cảnh dịch tễ cụ thể. Nếu cần thiết, kết quả phải được khẳng định lại bằng xét nghiệm real-time PCR. Hướng dẫn chi tiết trên sử dụng cho kit xét nghiệm chu lai COVID-19 AZ
Rapid Test